Okay, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Yuki Data Road Reading của mình ha. Hôm nay mình sẽ làm một cái trải bài, đó là năm 2021 vũ trụ dành tặng cho bạn điều gì. Thì có thể là trong cái trải bài này nó sẽ không bao gồm hết những cái điều mà vũ trụ dành tặng cho bạn, nhưng mà có thể nó sẽ nói 1, 2 hoặc là 3, 4 điều trong đây ha. Đó không phải là tất cả, các bạn đừng nghĩ rằng là khi nó không xuất hiện trong cái trải bài này thì nó sẽ là không có ha. Bạn cứ trôi theo dòng chảy của cuộc sống, xem những cái điều đó là những cái thử thách, nhưng mà bạn hãy tò mò và hiếu kỳ về những cái thử thách đó. Đó là cái bài học dành cho bạn. Hãy có một cái tâm thế tích cực khi mà đối diện với những cái điều đó. Đó là bài học mình phải học. Nếu mà bạn tích cực và bạn nhận ra đây là bài học của mình, bạn nhanh chóng vượt qua và pass qua được cái bài học đó thì thật là tuyệt vời. Bạn đừng có với một cái tâm thế là phản đối, chống đối lại thì nó sẽ làm mọi thứ trì trệ hơn. Và nếu như mà bạn cảm thấy là mình cần chữa lành thì bạn có thể xem tarot trải bài riêng với mình để mình có thể dành cho bạn thật là nhiều cái lời khuyên cũng như là đồng hành cùng bạn để chữa lành trong những cái giai đoạn mà bạn khó khăn. Bây giờ mình sẽ có ba tụ bài. Tụ thứ nhất đó là thạch anh màu hồng các bạn ha. Bạn nào muốn mua đá thì inbox Facebook cho mình ở đây. Và ở đây là thạch anh trắng ha. Ok, và bây giờ các bạn hãy chọn đi ha. Với quan điểm tarot của mình thì trên cái trải bài có cái gì thì mình nói cái đó. Đôi lúc trải bài nó có những cái ý ngắn gọn thì mình chỉ nói ngắn gọn thôi ha, không có nói dài dòng. Còn tụ bài nào thực sự nó có nhiều ý thì mình sẽ nói nhiều ý. Đây là trải bài chung nên các bạn đón nhận cởi mở. Có những cái lúc mà nó không dành cho bạn, hoặc là nó dành cho bạn rất là ít, hoặc là bạn phải biết chọn lọc cái nào khớp với mình, cái nào không khớp với mình, phải phân biệt được ha. Bây giờ mình sẽ đến với cái tụ bài số 1 được cho các bạn. Nếu bạn nào mà chưa có chọn kịp thì bạn bấm đứng màn hình lại xong rồi chọn cho mình ha. Bạn nào mà lần đầu tiên đến với kênh của mình thì hãy đăng ký để nó có thêm nhiều cái thông báo khi mà mình trải bài mới ha. Bây giờ mình sẽ đến với tụ bài số 1 nha bạn. Năm 2021 vũ trụ dành tặng cho bạn điều gì? Ok. Năm 2021 vũ trụ dành tặng cho bạn điều gì? Đầu tiên á, trước mắt thôi mình đã thấy rằng năm 2021 vũ trụ dành tặng cho bạn sự thành công. Sự thành công này đặc biệt là ở đâu? Về tiền bạc nha bạn nha. Bạn sẽ không có sợ thiếu thốn trong năm 2021. Những cái nhu cầu mà bạn muốn liên quan về vật chất á, có thể nó sẽ có rất là nhiều và tốt ở đây. Bạn đừng có muốn quá là cao siêu thôi. Những cái điều nào mà cơ bản bạn muốn á đều đáp ứng được hết. Bạn không có thiếu thốn về mặt tài chính, tiền bạc của bạn ha. Ngoài ra thì bạn còn bạn còn có cả một cái người. Người này có thể là the one của bạn. Và nếu như bạn đang cần tìm một người để dating, đối với một số bạn, bạn đang ở trong cái giai đoạn là không có ai để dating với bạn, không có ai để hẹn hò, hoặc là bạn cần một người gọi là đồng điệu chia sẻ cái cuộc sống của bạn thôi. Đó thì mình nghĩ rằng là cái thời gian năm 2021 đó, bạn sẽ được đáp ứng cái điều đó nha. Năm 2021 á, mình nghĩ rằng là cái nguồn năng lượng mà vũ trụ dành tặng cho bạn ha. Nếu như mà mình nghĩ rằng là điều gì đó, những cái điều mà bạn sẽ trải nghiệm trong năm 2021, nó sẽ chậm nhưng mà nó sẽ rất là ổn định. Tức nghĩa là nó không tăng vọt. Ví dụ như là tiền bạc của bạn á, nó sẽ không phải là, ví dụ như tháng này là rất nhiều và tháng sau thiếu, thì không phải vậy, mà là nó rất là đều đặn ha. Đặc biệt đó là năm 2021 thì mình thấy rằng là bạn có một sự các bạn nào mà bị block cái luân xa trái tim á, giống như bạn không có tha thứ được, bạn không có mình cảm thấy là bạn sẽ trở nên giàu có về mặt tình cảm yêu thương,
bạn sẽ từ bi hơn, bạn sẽ cảm thông cho những người xung quanh hơn, bạn sẽ có thể là hỗ trợ và giúp đỡ gia đình của mình rất là nhiều, bạn có một cái tình cảm dồi dào, và quan trọng rằng là bạn 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 có một cái công việc ổn định để bạn có thể, mình thấy là cái cuộc sống của bạn nó khá là giàu có về mặt tâm hồn, về nội tâm bên trong, về cái việc là giống như bạn rất là thấu hiểu mọi thứ xung quanh, bạn rất là hiểu và thông cảm cho mọi thứ, và bạn có cái tâm thế nó nhìn mọi thứ nó khác đi, bạn nhìn bao quát tổng quát nhiều hơn, bạn sẽ không có chấp nhận những cái điều nhỏ nhặt. Và quan trọng là bạn sẽ đặt cái bức tường của bản thân mình xuống, để bạn coi như là bước ra khỏi cái vùng an toàn, để mà bạn kết nối với người khác, để mà bạn hiểu người khác, và bạn lắng nghe người khác, và bạn đặc biệt là mình thấy rằng là bạn sẽ có thể gọi là cân bằng được bản thân của mình về mặt tiền bạc, tài chính, thời gian, kiến thức. Nói chung là bạn muốn cái điều gì năm 2021 bạn đều sẽ cân bằng và làm được hết. Ví dụ như bạn nói là bạn muốn dành thời gian để bạn tập luyện yoga hoặc là thiền, bạn sẽ làm được điều đó. Bạn dành thời gian để bạn học, bạn sẽ làm được điều đó. Ha. Mình thấy rằng là năm 2021 á, nó có vẻ giống như là bạn sẽ mình nghĩ rằng là năm 2021 bạn sẽ chữa lành được bản thân của mình. Và bạn sẽ vượt qua được một cái sự mất mát liên quan về một cái tình cảm, và cái linh hồn của bạn nó sẽ trải nghiệm những cái điều cao hơn. Và cái năm 2021 á, vũ trụ ban tặng cho bạn một ngôi trường, một việc học, một lớp học, một cái gì liên quan đến giáo dục, đến kiến thức, đến đến học hành ha. Và vũ trụ sẽ ban tặng cho bạn một sự giải thoát, một sự tha thứ. Ở đây ngoài ra thì mình nghĩ rằng là vũ trụ sẽ ban tặng cho bạn sự khôn ngoan, đúng là thật sự là trực giác, sự thông thái, sự khôn ngoan ở đây. Có thể nói rằng là sự ổn định nha. Mình cảm thấy vũ trụ giúp cho bạn ổn định và giúp cho bạn thành công bằng cách là bạn sẽ cân bằng được những cái thực tế nhiều hơn là những cái cảm xúc. Bạn sẽ không có bị dẫn dắt bởi những cái cảm xúc để trùng xuống. Bạn có thể tha thứ cho quá khứ, bạn có thể tha thứ để bỏ quên, bỏ đi, hoặc là không có, thay vì sự bất đồng ý kiến thì bạn sẽ dung hòa điều đó. Bạn sẽ tập học để thấu hiểu cái người khác ha. Mình thấy giống như là ở trong đây nó sẽ có một cái câu nói như vậy: người khôn ngoan có phẩm giá mà không kiêu ngạo, kẻ ngu ngốc có lòng kiêu hãnh mà không có phẩm giá. Thì mình nghĩ rằng là cái đây câu này nó cũng chỉ về cái người khôn ngoan là chính là bạn. Ở trong cái câu chuyện này, vũ trụ ban cho bạn một sự thông thái, một sự khôn ngoan. Bạn thấy không, cái người phụ nữ này giữ chặt cái trái tim, thì bạn nhìn thấy đó, đầu tiên á, là họ chiến thắng được bản thân mình, chiến thắng được cảm xúc, cân bằng được cuộc sống, bước qua được một cái giai đoạn có thể gọi là trầm luân, coi như là khó khăn, mất mát tình cảm, không vui, nhưng mà họ học được cái sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan này á, thay vì nếu như mà ngày trước mình không thông thái thì bạn sẽ không phải là người khôn ngoan, bạn giống như là
bạn là một kẻ ngu ngốc á, bạn sẽ rất là kiêu hãnh hoặc là bạn sẽ rất là phô trương. Nhưng mà bạn đã thay đổi, bạn không có như vậy nữa. Đã đến lúc bạn dừng chân, đã đến lúc bạn ổn định, đã đến lúc bạn đi tìm những cái niềm vui đơn thuần nhỏ bé vui vẻ trong cái cuộc sống của bạn ha. Mình nghĩ là bạn sẽ thu hút được ai đó trong cái câu chuyện tình cảm này nữa nha. Ở trong này thì có cung rất nhiều cung nha bạn, cung đất, kim cương Marcus sử nữ rất là nhiều ở đây, có cung cự giải, song ngư. Nhất là cái câu chuyện tình cảm của bạn là mình thấy là có ai đó đến kết nối với bạn là dating nha, hẹn hò với bạn, và cái người đó có thể là the one của bạn nha. Các bạn cố gắng rằng là trong đây có cả song ngư nè, các bạn cố gắng là đừng có làm việc quá sức ha. Cái người mà đến năm 2021 á, người đó cũng là một người ổn định cho bạn đó, không có cái sự thay đổi quá nhiều vào năm 2021 với bạn nữa nha. Và mọi thứ nó cũng trở nên đẹp hơn, thơ mộng hơn. Thì bởi vì cái giai đoạn khó khăn đó, mình thấy là nó cũng đã qua nha. Mọi thứ nó sẽ tiến triển dần dần ổn định, chậm một chút nhưng mà ổn định, tất cả đều sẽ vào cái khuôn khổ của mình. Nên là bạn hãy cố gắng. Mình sẽ kết thúc giải bài này ở đây nha. Đây là giải bài chung nên các bạn đón nhận cởi mở. Bây giờ chúng ta sẽ đến với lại cái tụ bài số 2 nha bạn ha. Money và family. Vũ trụ ban cho bạn tiền và gia đình. Vũ trụ có thể ban cho bạn ở đây có câu nói như sau ha. Trước khi mà bạn tha thứ cho một người nào khác á, thì bạn phải hiểu người đó. Mình thấy là vũ trụ ban cho bạn rất nhiều cái sự đam mê và rất nhiều cái sự thu hút, cái nét đẹp của bạn, cái sự tự do của bạn, cái sự mình thấy trong những cái rối rắm, trong những cái sự phán xét, trong những cái sự phụ thuộc cảm xúc vào cái đối phương, trong những sự đổ vỡ trong cái tình cảm hôn nhân của bạn, thì năm nay vũ trụ sẽ cho bạn một cái sự nghĩ lại, một cái sự hiểu cái và hiểu và thắp lên cái đam mê lại trong cái câu chuyện tình cảm của bạn ở đây rất là mạnh mẽ ha. Mình nghĩ rằng là các bạn nào mà chọn tụ bài này á, bạn có rất là nhiều cái nỗi sợ hãi, vì vậy cho nên nó là vũ trụ sẽ ban cho bạn cái sự giải bày, cái cơ hội để bạn giải bày, cái cơ hội để mà bạn sử dụng cái năng lượng của mình để mà bạn sáng tạo, để mà bạn dành cho đam mê, dành cho những cái điều mà nó coi như là đam mê, để bạn tồn tại vui vẻ trong cái cuộc sống này. Nghĩa là bạn sẽ sử dụng cái nguồn năng lượng đó không phải để phán xét, không phải để lo lắng, không phải để sợ hãi, không phải để tập trung nghĩ về những cái nỗi sợ, mà bạn sẽ có những cái cơ hội để mà bạn sử dụng cái năng lượng đó cho những cái việc mà nó tốt hơn ha. Ví dụ như là travel, đi du lịch,
ban cho bạn một cái sự bình yên ha, peaceful ha, ban ban cho bạn sự chữa lành và ban cho bạn những cái cơ hội để hành động. Mình nghĩ là đối với những cái bạn nào mà chọn cái tụ bài này á, đa phần là bạn sẽ có cái giai đoạn năm 2021 là giai đoạn chữa lành, học cái bài học của mình và phải quyết định cho cái câu chuyện tình cảm của mình. Trong đây mình thấy là có nam cung khí, thiên bình bảo bình song tử, nam cung lửa bạch dương như mã sư tử, nữ cung đức kim ngưu ma kết sử nữ, nữ có thể là cung nam, đúng rồi, còn có cả cung lửa nữa, bạch dương như mã sư tử, nhất là sư tử, còn có cả song ngư nữa nha bạn nha. Mình nghĩ rằng đó là bạn sẽ phải học cái bài học về việc kiểm soát cái cảm xúc của mình. Bạn phải chữa lành bản thân của mình. Nhưng mà được cái là bạn sẽ được ban rất là nhiều cái điều tích cực ở trong này nha. Những người bạn, những người đồng hành, những sự thấu hiểu ở bên trong, không hẳn, hoặc là bạn nào mà đang có những cái vấn đề khúc mắc với gia đình của bạn á, thì bạn cũng sẽ được ban cái điều đó nha. Bạn sẽ được giống như là cởi mở để mà bạn giải quyết những cái vấn đề liên quan đến cái người, cái gia đình của bạn. Bạn có thể hòa hợp. Ở đây cái điều mà vũ trụ ban cho bạn đó, đó là sự bình yên sau cái khoảng thời gian của nỗi sợ hãi. Bạn đi lạc trong nỗi sợ hãi ha, bạn sẽ được có cái sự hiểu, cái sự sâu sắc hơn về trực giác. Ở đây á, bạn cần học bài học master về trực giác nha. Đó là cách nhận diện và không có phân vân, cách hiểu những cái năng lượng tiêu cực nó đến với mình như thế nào, quản lý nỗi sợ hãi như thế nào, chữa lành cho bản thân như thế nào, tha thứ cho người khác như thế nào. Và bạn sẽ có cái cơ hội, vũ trụ sẽ dành tặng cho bạn cái cơ hội để mà bạn có thể xây dựng lại cái nền tảng niềm tin trong cái điều gì mà bạn muốn, trong gia đình của bạn nè, đúng không, trong bản thân của bạn nè. Có thể là bạn sẽ bỏ đi những cái phán xét của mình, hoặc là bạn sẽ bỏ đi cái việc là ám ảnh lúc nào mình cũng là cái người mà có lỗi trong cái mối quan hệ, hoặc là giống như là bạn ám ảnh cái sự đổ vỡ trong cái câu chuyện tình cảm của bạn, trong cái hôn nhân của bạn, bạn không có vượt qua được, bạn không có can đảm đi tới phía trước, thì vũ trụ truyền cho bạn sự can đảm ha. Vũ trụ sẽ ban tặng cho bạn một người sẽ trở về, một hoặc là hai người gì đó, người cung khí đó, thiên bình bảo bình song tử, hoặc là người cung lửa đó, kim ngưu ma kết sử nữ, và trong này có cả song tử nữa ha, đó, bạch dương nữa. Nói chung là bất kỳ cái cung nào, bởi vì trong này mình dùng rất là nhiều bài ha, và đây là trải bài chung nữa, cho nên các bạn đón nhận cởi mở. Mình nghĩ rằng là ở đây nó sẽ có một cái sự rõ ràng hơn cho cái câu chuyện tình cảm của bạn, để bạn có thể gọi là an tâm để mà bạn xây dựng cái nền tảng của bạn hơn ha, và bạn cảm thấy yên bình hơn, coi như là bạn có thể đặt cái gánh nặng xuống, những cái suy nghĩ gánh nặng xuống, bạn có thể bớt cái sự đấu tranh về mặt suy nghĩ, về suy nghĩ ở bên trong của mình, và nó sẽ có rất là nhiều sự tích cực đến với bạn, những cái nguồn năng lượng tích cực, những cái sự khởi đầu mới ha. Sự khởi đầu mới ở đây á, có thể rằng là nó là về một cái cuộc sống mà bạn sẽ có thể hiện bản thân mình tốt hơn, attraction, thu hút người khác hơn, chứ bạn không có còn kiểu là
quá là sầu muộn, hoặc là quá là mệt mỏi, hoặc là quá là nhiều nỗi sợ. Đôi khi bạn không có thể hiện cái nỗi sợ của bạn ra ngoài, bạn để ở trong lòng, đúng không? Nhưng mà năm nay, năm 2021, bạn sẽ tìm được cái bình yên thật sự bên trong của mình á. Hả? Ok, mình sẽ kết thúc cái trả bài này ở đây nha. Các bạn nào mà có coi trả bài riêng thì inbox Facebook cho mình nha. Và bạn nhớ đăng ký kênh của mình ha, để khi nào mà có trả bài mới thì nó sẽ gửi thông báo. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ok, bây giờ mình sẽ đến với cái trả bài tụ bài số 3 ha. Sẽ có một cái tình yêu chân thật mà vũ trụ dành tặng cho bạn ở đây, hoặc là một cái người bạn thân ha. Tình yêu dành cho bạn ở cái tụ bài số 3 này cực kỳ là tuyệt vời, the lover bạn ha, true love, tình yêu chân thật. Forget me not, xin đừng quên tôi. Ở đây á, bạn nào mà chọn cái tụ bài này, mình cảm thấy là có một cái sự may mắn đến với bạn. Giống như là ở ở giống như là ánh sáng ở nơi cuối con đường. Bạn sẽ có những cái phép màu ở trong đầy. Ha. Bạn sẽ có một cái sự kết nối lại với ai đó, người đó có thể là twin flame của bạn luôn nha. Người đó có thể là một cái người mà mình nói là đột ngột đến, và bạn nào mong chờ một cái sự tái hợp, làm lại, xây dựng gia đình là được nha. Vũ trụ sẽ ban tặng cho bạn một cái sức mạnh để mà bạn có thể là keep going, đi tiến tiến tiếp tới về phía trước. Cho nên đó là bạn hãy đừng có lo lắng, đừng lo lắng về cái điều gì, đừng lo lắng về cái việc là ai nói cái gì, người khác nói cái gì, miệng thiên hạ nói cái gì. Bạn phải biết được là trong lòng bạn muốn cái gì ha. Bạn phải là chính cái người mà mở cái cánh cửa của bạn ra, rồi bạn bước ra ngoài với cái thế giới bên ngoài. Bạn phải là người tự gọi là có những cái con đường mà bạn chỉ có thể là đi một mình. Không phải là nói về tình cảm, nói về cái vấn đề là có những cái ảo ảnh, có những cái ảo giác, có những cái nỗi sợ, có những cái cảm xúc không hay, không tốt, cảm xúc cô đơn ha, cái con đường đó đó, để mà bạn có thể kết nối với lại những cái năng lượng cao hơn, tích cực hơn á, thì cái điều đó đó, cái con đường tâm linh đó bạn chỉ có thể đi một mình. Bạn chính bản thân của bạn phải calling your soulmate, bạn phải có cái sự can đảm trong cái tình cảm này nữa ha. Bạn xứng đáng được yêu thương. Cho nên là bạn hãy giật bản thân mình ra khỏi một cái nền tảng nào đó mà nó khá là an toàn với bạn. Giống như bạn ở trong cái khu vườn của bạn, khu vườn nó đầy hoa, khu vườn đó đầy ong bướm, nó có vẻ giống như là rất là tuyệt vời đúng không? Và bạn chần chừ bởi vì ở trong đó bạn quá là quen thuộc và bạn quá là cảm thấy thoải mái rồi. Bạn không có muốn bước ra ngoài thế giới. Cho nên bạn sẽ không có thể nào mà giống như là bạn cứ ngập ngừng trước một cái tình cảm nào đó, hoặc là một cái tình yêu nào đó, hoặc là bạn không không dám mở 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 cửa trái tim. Nói chung mình cảm thấy có một người á, người đó là chân mạng của bạn, true love của bạn, chân ái của bạn sẽ đến với bạn. Nhưng mà bạn phải học cái gì? Bạn phải học cái sự tha thứ. Ở đây á, có một cái ý nữa, đó là đối với một số bạn nào á, mà có một cái người mà họ đột ngột rời rời bỏ bạn đi á, theo cái nghĩa nghĩa đen hoàn toàn các bạn ha, thì á, đó là những kỷ niệm cuối cùng, những điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống là những người mà bạn yêu thương, những nơi mà bạn đã thấy, những kỷ niệm mà bạn đã tạo ra trên đường đi. Và những cái kỷ niệm cuối cùng đó nó đáng quý, thì bạn nên tha thứ cho những điều cũ,
Bạn hãy nên giữ cái đó như là một món quà và tìm thấy cái sự thoải mái bên trong của mình ha. Nhưng mà đối với một số bạn á, thì bạn bạn phải tha thứ và bạn phải đặt cái niềm tin, tình cảm, tình yêu vào cái người kia, cái đối phương của bạn. Bạn phải tự kết nối với cái bản thân của mình, soulmate của mình. Bạn muốn gì, bạn mong muốn điều gì, bạn muốn người kia đáp ứng điều gì, bạn phải rõ ràng trong suy nghĩ thì bạn mới hấp dẫn, cũng như là bạn mới kiến tạo được cái cuộc sống của bạn nó đồng nhất với cái suy nghĩ của bạn á. Đó thì bạn mới được như bạn mong muốn được. Giống như cái tình yêu chân thật nó đến, the lover đến, người yêu đến, cái người mà chân ái của bạn đến, nhưng mà bạn cứ rụt rè, bạn không có dám đặt một cái sự chân thành hoặc là tình cảm yêu thương, hoặc là coi như trao chọn cái tình, coi như là cái sự tin tưởng cho người đó, bạn cứ phân vân thì nó rất là khó khăn ha. Nó sẽ dẫn đến cái việc đó là mọi chuyện mình nói giống như đây là một cái cơ hội đột nhiên đến, hoặc là một cái cơ hội, nó chỉ là một cái cơ hội nhưng mà ví dụ bạn bỏ lỡ qua rồi, nó sẽ không có còn nữa, nó là như vậy. Ở trong đây có một số bạn đó là tha thứ cho cái người mà đã ly dị với bạn, bạn đã ly dị với họ, tha thứ cho cha của những đứa trẻ. Đừng có block cái trái tim của mình lại, hãy cởi mở nó ra để mà kết nối, để mà yêu thương, để mà xây dựng gia đình ha. Có những bạn mà đối với cái đối tượng của mình, bạn im lặng, bạn đang im lặng, bạn không có nói chuyện với cái người đó, tình yêu vẫn còn, bạn vẫn sống cuộc sống của mình rất là tuyệt vời, nhưng mà bạn không có cảm thấy, không có tin tưởng người đó nữa, thì bạn đừng có như vậy. Bạn hãy thay đổi đi. Bạn xứng đáng được yêu thương, bạn xứng đáng được hưởng trọn vẹn cái tình yêu. Bạn hãy tiếp tục tiến về phía trước đi. Cái giai đoạn mà khó khăn của bạn nó sẽ rất là ngắn thôi. Cái tình yêu và những cái điều mà bạn hưởng trọn được rất là nhiều. Vì vậy cho nên là đừng có để mình cứ đi trên một cái con đường mà mình thật sự cảm thấy cô đơn. Hãy mở rộng và để chấp nhận cái tình yêu true love của bạn, và vũ trụ mang đến dành tặng cho bạn cái tình yêu đó rất là tuyệt vời luôn. Cái tụ bài số 3 này ha, bạn nào mà mong chờ một cái tình yêu thì mình cảm thấy đó rất là tuyệt vời luôn bạn ha. Ok. Mình sẽ kết thúc cái trải bài này ở đây nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh của mình để khi có trải bài mới thì nó sẽ thông báo ha. Hẹn gặp lại các bạn ở trải bài sau ha.